top những phụ nữ đẹp nhất Việt Nam hiện nay. Chắc hẳn mỗi một đất nước riêng lại có những người đẹp vẻ đẹp riêng. Không chỉ có các người đẹp ở các nước ngoài, mà riêng Việt Nam cũng có những người phụ nữ mang những vẻ đẹp, sự tài giỏi cả về nhan sắc và trí tuệ, xứng danh là những người phụ nữ đẹp nhất Việt Nam. Họ là những người đẹp hoạt động trên tất cả các lĩnh vực nhưng tất cả đều nhận được tình cảm và sự yêu mến của mọi người, cũng như sự bình chọn từ phía người xem và độc giả. Dưới đây là top những người phụ nữ đẹp nhất Việt Nam hiện nay, theo bạn ai là người đẹp nhất trong những người đẹp này? Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Tên thật: Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Sinh năm: ngày 12 tháng 8 năm 1998 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Thúc Thùy Tiên là một hoa hậu, người mẫu của Việt Nam đạt được nhiều thành tích sắc đẹp. Vào năm 2021 cô được bộ nhiệm làm Hoa hậu Hòa bình Việt Nam sau đó đem cờ đi đánh xứ người ở Thái Lan bằng chính sức lực, kinh nghiệm của mình vượt qua nhiều người đẹp ở nhiều quốc gia để đem chiếc vương miện danh giá về cho Việt Nam của chúng ta. Hờ Heng Niê Tên thật Heng Niê Sinh năm 1992 tại buôn sức Đưng, xã Cư Xuê, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắc. Hèn Niê là người dân tộc thiểu số đầu tiên tại Việt Nam giành vương miện Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 Không bàn cãi gì nữa khi Hà Hèn Niê nằm trong top Hoa hậu của Việt Nam thành công nhất trong 10 năm qua Bởi sau cơn sốt mang tên Phạm Hương, người hâm mộ nước nhà tiếp tục đặt kỳ vọng vào một đại diện được cho là mang màu sắc độc lạ nhất từ trước đến giờ mà Việt Nam gửi đến Miss Universe Trần Tiểu Vi Tên thật Trần Tiểu Vi Sinh năm 2000 quê tại Quảng Nam. Trần Tiểu Vi là Hoa hậu Việt Nam 2018 bởi cô ghi điểm nhờ gương mặt sáng, đường nét sắc sảo, vừa cổ điển nhưng cũng rất tây, mang thần thái của một nữ hoàng sắc đẹp, đúng nghĩa. Sau hơn 10 năm, kể từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2008 đây là lần đầu tiên tân Hoa hậu được cả truyền thông và công chúng để mắt đến và cùng bỏ phiếu lựa chọn. Vì Trần Tiểu Vi hộ tụ đầy đủ tất cả các tiêu chí của Hoa hậu Việt Nam lẫn tiêu chí của các cuộc thi nhan sắc quốc tế, đó là tuổi trẻ cá tính nhưng dịu dàng, nền nã, số đo đạt chuẩn thế giới, khả năng ngoại ngữ tốt. Hoa hậu Mai Phương Thúy Cô sinh ngày, ngày 6 tháng 8 năm 1988 tại Hà Nội, Mai Phương Thúy cô giành vương miện trong cuộc thi Hoa hậu quốc gia tổ chức vào tháng 8 năm 2006 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Top 17 Hoa hậu Thế giới 2006 và là Hoa hậu Châu Á, Thái Bình Dương được yêu thích nhất trên trang web Hoa hậu Thế giới 50 Miss Grand Slam. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh Cô sinh ngày, ngày 13 tháng 10 năm 1996, tại Hà Nội, Đỗ Mỹ Linh là một Hoa hậu người Việt Nam. Cô là Hoa hậu Việt Nam 2016, đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Thế giới 2017 tại Trung Quốc lọc top 40 chung cuộc và nhận giải Hoa hậu Nhân ái Thế giới. Đỗ Mỹ Linh có chiều cao 171cm, nặng 52kg với số đo 3 vòng lần lượt 87, 61, 94cm. Cô là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội, khoa quản trị kinh doanh. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Mỹ Linh làm thêm tại cửa hàng thời trang để trang trải thêm cho việc học. Hoa hậu Thu Thảo Tên thật, Đặng Thu Thảo Cô sinh ngày, ngày 15 tháng 2 năm 1991. Đặng Thu Thảo là người đẹp đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2012 với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Chiến thắng của cô làm đẹp lòng cả giới chuyên môn và người hâm mộ sắc đẹp. Cô là thí sinh đầu tiên xuất thân từ miền Tây Nam Bộ đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam trong lịch sử của cuộc thi này. Chi Pu Tên thật, Nguyễn Thùy Chi Sinh ngày, ngày 14 tháng 6 năm 1993, tại Hà Nội. Chi Pu là một nữ diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất phim, người mẫu ảnh, người dẫn chương trình kim diễn viên lòng tiếng người Việt Nam. Cô được công chúng biết đến sau khi lọt vào top 20 của Miss Teen Việt Nam 2009. Cô là hốt cơ Việt Nam có lượng theo dõi và quan tâm nhiều nhất trên mạng xã hội tại thời điểm 2015. Ninh Dương Lan Ngọc Cô sinh ngày, ngày 4 tháng 4 năm 1990, tại TP, Hồ Chí Minh, Ninh Dương Lan Ngọc là một nữ diễn viên người Việt Nam. Đầu năm 2015, cô đoạt giải quán quân của chương trình Bước Nhảy Hoàng Vũ. Tính đến năm 2018, cô là diễn viên duy nhất giành hai lần giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất điện ảnh giải cánh diều vàng qua hai bộ phim cánh đồng bất tận 2010 và trúng số 2015. Nhờ gương mặt sáng, diễn xuất tự nhiên, Ninh Dương Lan Ngọc được ví là ngọc nữ khi bước vào làng giải trí Việt. Lan Ngọc có lượng fan hùng hậu được gọi là cám con ngoài danh xưng cám mẹ thì lan ngọc còn được các fan cám con đặc biệt danh là mẹ ngọc hay mẹ nồng ngọc